đâu phải ăn kèo đâu. Tôi đánh chết hết mà. Tao đâu phải như ăn kèo đâu. Dạ, tao nhỏ từng lớn. Hôm nay cũng được bán lạng vậy. Combo cái càng này quánh không phê thiệt. Cá này cũng ba lần mấy. Không xi nhê nữa hết. Cái gì? Giờ làm sao đây ta? Không có đem đồ đựng theo. Vẫn còn Orochi V2 ha. Để bày xuống đây mình chụp được lần 2 thì có tiếp. Về sao môi mắt nó ra bóc đít nó làm dấu. Ủa tụi nó bự quá cái này không vừa. Không được. Giờ mình đánh xí xét ha. Có còn cái xác duy nhất cũng bị đứt rồi. Bữa nay phát sinh ra cái trường hợp không ngờ đánh ra chỗ này. Nhưng cũng có chuẩn bị nhiều. Rồi. Nó gắn của mình ông mà ông giật sảy không? Là sao? Bất công quá à? Đi chơi. Chơi vậy sao bền? À. Không giờ thở muốn hết ra hơi luôn mà không ăn.
không ăn của mình mới đau chứ. Để cái ông dở nó ăn không à. Tao đâu phải ăn tèo đâu. Tao đánh chết hết mà. Tao đâu phải như ăn tèo đâu. Thật. Giỡn anh à. Chết hết đây chưa. Anh không thấy có lỗi với mấy người đó hả? Không đem cụ leader theo luôn. Hay thiệt. Quên cũng đã đỡ nhà luôn. Cái ăn của ổng không chứ, không cho ăn của mình chứ. Ăn của tôi là thấy cha nó rồi. Hả? Con có nhiều con vô kiếm ăn, ăn quánh nó ra ngoài hết luôn hả? Nó đi qua bển không? Anh đi chứ em đâu có không rào đâu, nó em thấy nó lên kìa. Đứng bên này nè anh, con qua được rồi. Con bự lắm á. Anh biết là giờ này là nó điên nó ăn sao. Ủa, không phải nó không ăn mà chẳng ăn mà không xử lý được. Là giống tôm đúng không? Ừ, hiểu không? Không phải nó không ăn. Mà nó ăn anh đàng hoàng mà anh xử lý nó không được. Thật ơi. Cái gì kỳ vậy? Ừ. Ông cứ vậy không, cá nó còn cho câu hết anh Tèo. Cái ông nó đỉ ăn rồi không? Ồ, cái khấu đồ ăn luôn á. Trời. Má kỳ trời. Cho vô đâu trứng nó đâu kìa. Hả?
Tức gì? Anh yếu quá anh ơi. Hả? Anh yếu quá anh ơi. Ta bật người lúc luôn á.